Phi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV. Chào mừng quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Xin kính chào quý vị khán giả của Việt TV. Chào Phi Nhung. Và thưa quý vị, Phi Nhung cũng xin phép đi ngay vào những lá thư mà được nhận trong thời gian vừa qua của một vị khán giả tên là Bình Minh viết. Và Phi Nhung nhận vào ngày 1 tháng 7 năm 2017. Kính gửi bà Angie Hồ Quang. Tôi tên là Bình Minh, có vài câu hỏi về tiền hưu trí, xin bà cho tôi nhắc lời nhất. Nha. Dạ. Nhân cái lá thơ của quý vị khán giả Bình Minh đó, thì tôi xin thưa lại một lần nữa, nếu thật sự vị khán giả này tên Bình Minh thì lần sau viết thơ cho tôi ký tên là Hoàng Hôn chứ đừng để tên Bình Minh thiệt. Dạ vâng. Rồi vậy lần sau mà nhận được Hoàng Hôn là viết cùng một tác giả không ạ? Rồi, tôi tên là Bình Minh, có vài câu hỏi về tiền hưu trí. Đến tháng 10 năm 2017 thì tôi đã đủ 66 tuổi để xin tiền hưu FRA. Tôi đi làm hơn 29 năm và bây giờ tôi vẫn còn đi làm. Vợ tôi 64 tuổi và tôi có một đứa con bị tàn tật trước 18 tuổi và hiện giờ thì cháu đã tròn 22 tuổi. Câu hỏi của tôi là thứ nhất, con tôi cũng có nhận được tiền SSI và Medical, như vậy Medical. Như vậy nó có được lãnh tiền hưu theo tôi không? Và nếu mà lãnh tiền theo tôi đó thì dĩ nhiên là mất SSI thì cháu có bị mất Medical không ạ? Và nếu như mà tôi chỉ xin tiền hưu cho riêng tôi mà không có xin cho cháu thì như vậy có hợp pháp không? Bởi vì tôi đang lo sợ là cháu sẽ bị mất Medical. Trong lá thơ ông có đề cập đến việc ông đi làm được 29 năm và đã tới tuổi FRA. Thì nhân đây cũng xin thưa với quý vị, cái chữ FRA đó là chữ viết tắt của Full Retirement Age. Ngày xưa lắm đó, thì khi mà nói tới quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội thì chúng ta chỉ đặt một cái câu hỏi là tuổi hưu là tuổi nào? What is your retirement age? Là dùng chỉ cái chữ retirement age thôi. Bây giờ thì chúng ta phải dùng cái câu mà ông đã nói đó là full retirement age. Lý do tại sao như vậy? Tại vì cái tuổi hưu toàn phần của mỗi người còn tùy thuộc vào năm sanh của mình. Thì khi ông cho biết ông được 66 tuổi thì tôi biết ngay là ông nằm trong cái thế hệ của những người baby boomer sinh từ năm 1943 tới năm 1954. Thì bây giờ cái full retirement age của những người như Thi Nhung, chắc chắn là Thi Nhung là người rất trẻ, sinh sau năm 1960, thì cái FRA, cái tuổi hưu toàn phần của Thi Nhung sẽ là 67 tuổi. Như vậy có những vị sẽ hỏi, còn tôi sinh 55 thì tính làm sao đây? Đúng rồi. Thì sinh năm 1955 thì cái FRA, tuổi hưu toàn phần sẽ là 66 tuổi cộng 2 tháng. À, tính kỹ 1956 là 66 tuổi cộng 4 tháng. Rồi 1957 là 66 tuổi cộng 6 tháng. Rồi dần già tới 1960 là 67 tuổi. Bây giờ ông cho biết là ông về hưu và ông có một người con bệnh tật. Thì như ông cho biết thì tôi nghĩ là cháu sinh ra đã có cái khuyết tật rồi. Thì trong lúc mà cháu còn nhỏ và ông chưa về hưu thì cháu đã lãnh SSI. SSI là chữ viết tắt của Supplemental Security Income, là một chương trình dành cho, điều thứ nhất, những người trên 65 tuổi, tàn tật hay mù lòa, có thu nhập và lợi tức hạn chế, thì cháu đã đang lãnh SSI. Và như chúng ta biết, khi lãnh SSI thì nói chung cái người đó sẽ có được một cái trợ cấp y tế là chương trình Medicaid. Riêng khi mà ông nói rằng người con lãnh Medi-Cal thì tôi được biết là Medi-Cal là Medicaid của tiểu bang California.
Rồi bây giờ khi mà ông lãnh tiền hưu 66 tuổi, cháu đã được 22, thì cái luật của chương trình hưu bổng an sinh xã hội, cái người đi làm chính ở đây là ông, đã đi làm được nhiều năm, 29 năm. Cái điều kiện căn bản là chỉ cần có 10 năm thôi, ông làm được 29 năm, thì ông được hưởng tiền hưu toàn phần. Thì khi ông được hưởng tiền hưu, thì cái người phối ngẫu, nếu cái tiền hưu bổng của người phối ngẫu ít hơn cái phân nửa số tiền của ông, thì người đó cũng có thể lãnh thêm một chút, đủ cái phần sai biệt. Và những người con của ông cũng được hưởng một phần trên cái hồ sơ hưu bổng của ông. Những người con đó là ai? Là những người con ruột, những người con nuôi, những người con tư sinh, hay là những người con riêng của vợ hay chồng mà sống dưới sự nuôi dạy của cái người lãnh tiền hưu. Và một điều kiện nữa là những người con này phải là dưới 18 tuổi và độc thân, hoặc là tới 19 tuổi nếu cái người con độc thân này còn đi học trường trung học toàn phần. Và điều kiện thứ ba rơi vào trong cái điều kiện của người con của ông hiện nay là nếu người con đó bị tàn tật trước cái tuổi 22 thì được quyền lãnh 50% cái số tiền hưu của cha hay mẹ của mình. Khi nào mình còn được cơ quan an sinh xã hội thẩm định là mình còn, xác nhận là mình còn là tàn tật, thì mình sẽ tiếp tục được hưởng, không có giới hạn về thời gian. Và cái phân nửa tiền hưu của 50% cái tiền hưu của ông, tôi phải đặt vấn đề lại một chút, là nếu mà trong quá khứ khi cháu còn trẻ mà ông có đi làm, thì tôi không biết tại sao mà cháu lại được SSI. Tại vì nếu cả ông cả bà đi làm thì cái số lương của ông bà sẽ ảnh hưởng trên cái điều kiện để xin SSI của cháu. Nhưng mà thôi, bây giờ cái chuyện đó nó không là vấn đề nữa. Khi bây giờ ông cho biết cháu đã lãnh SSI, thì ông cho biết rằng cái tiền hưu của ông, thì bây giờ cái tiền hưu của ông phải là nhiều lắm thì cháu mới mất cái SSI. Cái SSI căn bản ở trên khắp các tiểu bang, một vài tiểu bang mình biệt lệ, thì nói chung cái căn bản của liên bang là 735 đồng một tháng. Chỉ có những vị mà sống ở những tiểu bang có state supplement như là California thì cái số tiền SSI này mới cao hơn, có thể cao hơn 800. Và như tôi nói, cái người con bệnh tật đó chỉ được lãnh 50% trên cái số hưu của người cha hay mẹ về hưu. Thì như vậy, tôi lấy cái số căn bản của liên bang nhé, là 735, thì cái số hưu của ông phải trên 1.500 thì cháu mới được hưởng phần nửa của ông. Đó. Thì bây giờ cái điều kiện mà ông quan ngại là không biết cái khi mà người con của ông được hưởng cái hồ sơ trên cái hồ sơ hưu bổng của ông đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ưu tiên là cháu sẽ được hưởng cái quyền lợi ăn theo trên hồ sơ hưu bổng của ông. Tôi không biết ở tiểu bang California, tôi sẽ phải nghiên cứu lại là có cái đạo luật riêng để cho phép những người mà con khuyết tật tới khi mà lãnh cái quyền lợi dưới hồ sơ làm việc của cha hay mẹ quá cái mức SSI. Ở tiểu bang Texas thì cho dù cái người con đó có lãnh cái số tiền nó vượt cao hơn cái số SSI, không còn lãnh tiền SSI, thì nói một cách rất là nôm na, không còn tiền SSI là không được hưởng Medicaid. Nhưng mà đặc biệt cho cái trường hợp này thì các em đó sẽ tiếp tục được lãnh Medicaid mặc dầu đã lãnh cái số tiền ăn theo cao hơn cái tiền SSI. Thì tôi sẽ phải nghiên cứu về cái luật của tiểu bang California của ông, sẽ trở lại với ông trong cái kỳ làm việc với Thi Nhung lần tới. Vâng, và cũng liên quan đến lá thư này thì
vị khán giả này cũng còn một vài câu hỏi nữa. Đúng rồi. Và Thi Dương cũng xin nhắc là cô Hồ Quang cũng có một cái đề nghị là cái câu hỏi này cũng có thêm một cái phần chi tiết mà cô sẽ tìm hiểu thêm và chúng tôi sẽ trả lời trong lần phát sóng lần tới, đúng không ạ? Và mong quý vị vẫn giữ màn hình của Việt TV. Chỉ sau một vài quảng cáo thương mại, mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình.